Alo, xin chào các bạn, mình là Du, chào mừng các bạn đến với kênh ZoomV của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái con app đại khái nó có tên là nó chính là một cái con app liên quan đến cái game Among Us nổi tiếng ấy. Đấy, thì con app này nó sẽ có chức năng là nó đơn giản là nó sẽ không chơi cái game Among Us mà sẽ có chức năng là tạo ra những cái icon, hôm nay tạo ra những cái icon hay ho. Đấy, những cái icon hay ho mà những cái nhân vật có ở trong những nhân vật có ở trong trong game Among, mình gọi là Among US nhá. Ok. Các bạn chờ mình chút này, nó đang run lên rồi này. Đấy, thì chức năng của nó là gì? Chức năng của nó có thể nó sẽ tạo ra được những cái icon đại khái nhìn xinh xẻo như này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, mình có thể chọn cho nó đội mũ này. Đấy, đội mũ hay mặc chọn cho nó mặc quần. Xong rồi dẫn chọn pet cho nó đấy. Đây thêm cái con này, sau đấy tiếp đến nữa là cái phần background đấy, sau đó bấm tải xuống này đấy, thì ảnh nó sẽ được tải xuống và lưu ở trong lưu ở trong cái thư viện ảnh. À, các bạn nhìn thấy đấy, các bạn có thể thấy cái hình mình đã tạo ra. Đấy, ok rồi thì cùng bây giờ